Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc với cử tri huyện Khoái Châu, Kim Động và thị xã Mỹ Hào trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Đại sứ Kazakhstan thăm mô hình sản xuất đông trùng hạ thảo ở Hưng Yên. Xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Thêm 24.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hưng Yên được tiêm vaccine phòng COVID-19. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đã giao tính đến thời điểm ngày 30 tháng 4 là gần 9.000 tỷ đồng, đạt 217% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó kế hoạch vốn do các cấp tỉnh, huyện, xã giao bổ sung là 8.855 tỷ đồng. Đến nay các cấp trong tỉnh cơ bản thực hiện kế hoạch vốn chi tiết cho các công trình dự án. Số vốn còn lại gần 334 tỷ đồng, dự kiến phân bổ cho 18 công trình dự án sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư. Về tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước qua 4 tháng đầu năm triển khai còn chậm, nhất là các dự án khởi công mới năm 2022. Đến ngày 30 tháng 4, giải ngân được gần 1.330 tỷ đồng, đạt 32% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó nguồn vốn cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt trên 10% kế hoạch, nguồn vốn cấp huyện quản lý giải ngân đạt trên 21% kế hoạch, nguồn vốn cấp xã quản lý giải ngân đạt trên 26%. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tiến độ dự án và việc thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công do đơn vị quản lý, đồng thời tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như công tác lập thẩm định, trình phê duyệt các dự án khởi công trong năm 2022 còn chậm, chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chậm, việc phối hợp giữa các sở ngành địa phương với chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng, thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh chưa thường xuyên và tích cực, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và giải ngân kế hoạch nguồn vốn đầu tư công. Đơn cử như dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, kế hoạch vốn ngân sách trung ương giao 900 tỷ đồng, giải ngân gần 190 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến cuối năm 2023 sẽ thông xe kỹ thuật và đến tháng 6 năm 2024 hoàn thành. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên thì rất cần sự chung tay của các sở ngành địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Khó khăn nhất là cái giải phóng mặt bằng và cái triển khai thi công của cái dự án đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài thôi. Thì cái này mong là các đồng chí chủ tịch các huyện, các lãnh đạo các huyện cũng ở đây thì cũng tích cực hơn, và chúng tôi sẽ phối hợp tỉnh có ý kiến chỉ đạo hơn nữa để cho về cái ký cam kết cái giải phóng mặt bằng theo cái ý kiến của đồng chí bí thư tỉnh và đồng chí và lãnh đạo tỉnh. Thì chúng tôi cũng đang làm việc với cả 5 huyện thị xã, thì đến nay thì cũng 4 huyện thị xã đã ký cam kết giải phóng mặt bằng rồi. Về đất nông nghiệp thì các huyện và chúng tôi ký cam kết với nhau cố gắng là 30 tháng 9 cơ bản xong. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao, các địa phương ngoài quản lý và thực hiện tốt các dự án của địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan, nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án của tỉnh đi qua địa bàn, đặc biệt đối với những dự án trọng điểm là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cần ưu tiên tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công cao đúng kế hoạch. Cũng có chỉ các cái công trình dự án mà chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư, chưa đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định ấy. Đề nghị là các chủ đầu tư các dự án phải khẩn trương lập thẩm định, trình phê duyệt đảm bảo xong trước trong 15 tháng nào. Các huyện, thị xã, thành phố phải chỉ đạo các cái chủ đầu tư phải khẩn trương hoàn thành các cái công tác lập thẩm định, trình phê duyệt dự án khởi công năm 2022 theo cái thời hạn quy định. Đối với các công trình dự án mà đã được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại các quyết định của Ủy ban tỉnh ấy, thì các cơ quan đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động tháo gỡ
khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh cái tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, tăng cường công tác kiểm tra giám sát triển khai thực hiện các cái dự án và cương quyết là xử lý nghiêm trường hợp mà vi phạm hợp đồng tiến độ xây dựng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua. Tuy nhiên, tại một số dự án, việc phối hợp giữa ban quản lý dự án, chủ đầu tư với các sở ngành và địa phương chưa chặt chẽ, trách nhiệm chưa cao nên hiệu quả mang lại còn thấp. Do đó, đồng chí lưu ý ban quản lý chủ đầu tư các công trình, dự án cần báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với từng công trình, dự án để tỉnh chỉ đạo giải quyết. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đại biểu Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang, Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Mỹ Hào. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Tại buổi tiếp xúc các cử tri thị xã Mỹ Hào, được thông báo khái quát về nội dung hoạt động của Quốc hội nói chung, của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nói riêng trong thời gian qua. Theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội thứ 3 diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 17 tháng 6. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua một số dự án luật và một số công trình dự án quan trọng như đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Cử tri thị xã Mỹ Hào có một số ý kiến kiến nghị tập trung vào một số nhóm vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, một số doanh nghiệp chậm triển khai dự án gây lãng phí, đề nghị nâng cấp cải tạo hệ thống tiêu thoát nước tuyến đường trục trung tâm thị xã, cần sớm thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng theo từng cấp, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine cho trẻ em, tăng cường quản lý kiểm soát và có biện pháp xử lý triệt để các thông tin xấu độc, sai sự thật trên các trang mạng xã hội, cần có biện pháp kiểm soát giá cả, đặc biệt là giá bất động sản. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đại biểu Đào Hồng Vận tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời giải trình một số kiến nghị theo thẩm quyền. Những vấn đề khác sẽ được tổng hợp trình Quốc hội và các bộ ngành, các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên gồm các đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phạm Đình Toản, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp xúc với cử tri hai huyện Khoái Châu và Kim Động. Sau khi nghe dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3, với tinh thần dân chủ thẳng thắn cởi mở, các cử tri huyện Khoái Châu và Kim Động kiến nghị một số vấn đề về đền bù giải phóng mặt bằng, nước sạch, ô nhiễm môi trường, đề nghị hỗ trợ các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, sửa đổi một số nội dung trong Nghị định 91 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bổ sung sửa đổi một số nội dung trong Nghị định số 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Cử tri cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ hơn nữa của Đảng, Nhà nước để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân sau đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp thu giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những nội dung khác sẽ được đoàn tổng hợp gửi tới các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành trung ương để xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được các kiến nghị, đề xuất và trao đổi của cử tri, tăng cường sự kết nối chặt chẽ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri. Sáng nay, ngài Yelan Bajanov, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Kazakhstan về thăm và làm việc với tập đoàn dược phẩm Phúc Thành An tại xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm đông trùng hạ thảo của doanh nghiệp sang đất nước Trung Á. Ngài đại sứ và phó đại sứ nước Cộng hòa Kazakhstan đến thăm và tìm hiểu quy trình nuôi cấy đông trùng hạ thảo cũng như việc chế biến các sản phẩm từ loại dược liệu này tại tập đoàn dược phẩm Phúc Thành An, một doanh nghiệp đã có 6 năm xây dựng và phát triển. Đại diện doanh nghiệp giới thiệu về quy trình sản xuất, chế biến cũng như các sản phẩm của tập đoàn, trong đó có nhiều sản phẩm đã được lựa chọn làm quà tặng đối ngoại với quốc tế. Các thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ đông trùng hạ thảo được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Qua tham quan và trao đổi, ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền đánh giá cao quy trình sản xuất an toàn tại công ty, đảm bảo yếu tố vô trùng cũng như chất lượng sản phẩm. Tôi rất hài lòng về quy trình sản xuất tại đây, rất sạch sẽ, đảm bảo vô trùng. Về việc xuất khẩu sang thị trường Kazakhstan, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan an toàn thực phẩm của Kazakhstan, sau đó tiến hành kiểm định, từ đó sẽ đưa sản phẩm ra thị trường. Я думаю, с этого мы начнем.
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản số 1113 về nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư mới do Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã làm chủ đầu tư. Theo đó, các địa phương cần rà soát lập điều chỉnh quy hoạch chung của các xã thị trấn để làm cơ sở xác định vị trí, quy mô dự án đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Việc quy hoạch, xác định vị trí, quy mô các dự án khu dân cư mới cần phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung của địa phương, đảm bảo các quy định tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, khai thác hiệu quả sử dụng đất. Việc quản lý thực hiện dự án được thực hiện đảm bảo quy định pháp luật về đầu tư công, luật xây dựng. Khu vực thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở phải được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật trước khi đấu giá quyền sử dụng đất. Việc tổ chức đấu giá cần lưu ý thể hiện rõ các tiêu chí của từng lô đất, các điều kiện, yêu cầu về thời gian xây dựng, tuân thủ quy hoạch xây dựng để làm cơ sở kiểm soát, quản lý việc xây dựng nhà ở sau khi chung đấu giá. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm giám sát quản lý việc xây dựng nhà ở của người dân sau khi chúng đấu giá, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, phương án tổ chức đấu giá. Với quyết tâm về đích nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang dành trên 100 tỷ đồng đầu tư thực hiện 19 công trình dự án xây dựng cơ bản. Trong đó có 7 công trình dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn, 3 công trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giáo dục, 8 công trình dự án cải tạo nâng cấp rãnh thoát nước bảo vệ môi trường, 1 dự án cải tạo chỉnh trang khu vực nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó đã triển khai thực hiện 3 công trình dự án, đó là dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ điểm số 10 đi bến Đò Dương, cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn từ D378 đi đình Phù Liệt và dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông từ thôn Sâm Hồng đi thôn Ngư Nghiệp. Các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương. Trở thành đô thị loại 5 và xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 là mục tiêu kép mà xã Tân Biệt, huyện Yên Mỹ đang nỗ lực hướng tới. Thôn Hoan Ái được lựa chọn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Bên cạnh những đổi mới về cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, nhiều giá trị truyền thống như quần thể giếng nước dân đình vẫn được gìn giữ. Trong khi đó, khu vực ngã tư cống tráng như phố trong làng với các cửa hàng kinh doanh nhộn nhịp sầm uất, tất cả cho thấy chủ trương xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát triển đô thị của xã Tân Việt. Đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, tiêu chí về môi trường là xã đang gặp vướng mắc. Trong năm 2022 thì xã quy hoạch và phấn đấu xây dựng một cái bãi rác tại thôn Yên Đô, diện tích độ khoảng 1 mẫu, vừa là bãi rác tải trung chuyển vừa là ủ rác luôn. Với lợi thế nằm gần các cụm khu công nghiệp, xã Tân Việt định hướng chuyển đổi kinh tế sang phát triển kinh doanh dịch vụ, nhất là nhóm dịch vụ ăn uống và giải trí. Năm 2022, thương mại dịch vụ dự kiến chiếm gần 70% trong cơ cấu kinh tế của xã. Thu nhập người dân đạt gần 70 triệu đồng một người một năm. Bên cạnh đó, xã dự kiến huy động các nguồn hơn 30 tỷ đồng để xây dựng cơ bản, tập trung nâng cấp đường giao thông, trường học, nhà văn hóa. Tất cả đều hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng như chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đời sống nhân dân là được thay đổi rất là rõ rệt, đường làng ngõ xóm của từng thôn là được phát triển rất là mạnh mẽ, thôn nào cũng có một cái nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng chung, vệ sinh môi trường rồi là an sinh giáo dục là được quan tâm rất là cao. Người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi, phát triển kinh tế nhưng vẫn giữ được cái bản sắc của dân tộc, vẫn giữ được cái bản sắc của làng quê giàu truyền thống văn hóa là quá hợp lòng dân rồi thì chúng tôi ủng hộ. Quy hoạch xây dựng khu đô thị tại các thôn Yến Đô, Cảnh Lâm, Lãng Cầu cùng những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hoan Ái, Dã Cầu không chỉ tạo điểm nhấn cho diện mạo của xã Tân Việt trong tương lai mà còn góp phần giúp cho địa phương hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 5 và xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Nhằm tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý đê điều, sẵn sàng ứng phó trước mùa mưa bão đang đến gần, huyện Kim Động đã chủ động triển khai thực hiện các phương án chuẩn bị vật tư, huy động lực lượng tại chỗ nhằm giảm thiểu thiệt hại đến người dân. Theo kế hoạch, huyện huy động hơn 5.000 người gồm các lực lượng gác nước ứng cứu, cắm cừ đào mò, chạy hỏa tốc và lực lượng xung kích tại chỗ. Về vật tư dự trữ, trang bị đầy đủ áo phao, đá hộc,
cát, sỏi, ba chắn sóng, máy cưa, mai, kéo cắt đất, cọc tre và lương thực thực phẩm, thuốc men y tế tại các địa phương khi có sự cố xảy ra. Chủ động bố trí phương tiện xe cơ giới gồm 72 xe ô tô các loại, 2 đò ngang, 1 phà, 6 xe khách và 8 thuyền cứu hộ cứu nạn. Các phương tiện được rà soát, hợp đồng cụ thể với chủ phương tiện để phục vụ công tác phòng chống thiên tai. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang ở 6 xã ven đê tổ chức thực hiện phát quang bụi rậm, cỏ và cây to ở mái đê làm ảnh hưởng và cản trở trong việc quan sát xử lý khi có sự cố xảy ra. Để giảm thiểu thiệt hại, các địa phương tích cực tuyên truyền đến người dân, tích cực chăm sóc, bảo vệ các diện tích sản xuất nông nghiệp, thu hoạch đúng thời điểm, tránh thiệt hại do mưa bão gây ra. Đến thời điểm này, toàn tỉnh Hưng Yên có gần 24.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỉnh Hưng Yên có trên 169.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có trên 135.000 trẻ đồng ý tiêm vaccine. Do đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, nhất là thời điểm sau nghỉ lễ, nên hiện đã có gần 24.000 trẻ được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt độ bao phủ gần 18%. Trong đó, địa phương có số lượng tiêm phòng đạt cao là Yên Mỹ trên 4.000 trẻ, thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm và huyện Khoa Châu, mỗi địa phương gần 3.000 trẻ. Tất cả đều đảm bảo an toàn, không có trường hợp nào phản ứng bất thường sau tiêm. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tiêm phòng, các địa phương cũng tiếp tục tích cực tuyên truyền để các bậc phụ huynh còn lại đồng ý tiêm chủng cho con em mình. Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ trẻ em béo phì, thừa cân đang tăng nhanh trong hơn 10 năm qua, từ 8,5% vào năm 2010 lên 19% vào năm 2020. Và tình trạng này dễ trở thành nguy cơ gây hậu quả lâu dài cho trẻ, cả về sức khỏe và tinh thần khi lớn lên. Vì vậy, thừa cân béo phì cần được xã hội quan tâm, lưu ý ngay từ khi các em còn nhỏ. Không khó để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ chỉ học mẫu giáo tiểu học nhưng cân nặng đã bằng hoặc lớn hơn một người trưởng thành ở bất kỳ một khu vui chơi nào. Xã hội phát triển, đời sống vật chất tăng cao, các sản phẩm quà vặt, đồ ăn nhanh cũng mọc lên san sát, khiến cho trẻ em dễ dàng mua được đồ ăn mình thích bất cứ lúc nào. Và đồ ăn yêu thích của trẻ em cũng không phải rau xanh hay cơm, mà phần lớn là đồ ngọt, đồ chiên rán. Em thích ăn bim bim, xong em thích nước ngọt, lướng khoai, xong rồi em chiên khoai, xong rán gà. Xong rồi thì dán xúc xích. Cháu 13 tuổi, cháu nặng 58 cân. Cháu thích ăn xúc xích nhỏ, cháu ăn xin nướng. Trẻ thừa cân béo phì do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do dinh dưỡng bất hợp lý và ít hoạt động thể lực, khẩu phần năng lượng vượt quá năng lượng tiêu hao. Cái thừa cân béo phì là do cái sự tích mỡ nhiều ở trong cơ thể gây ra, thì cái này có thể gặp ở bé trai và bé gái. Nguyên nhân thường là do là cái chế độ ăn sai cách, tức là trẻ ăn quá nhiều các cái thực phẩm giàu năng lượng và cái chế độ ăn của trẻ sai, và hoặc là do trẻ cũng ít vận động. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tình trạng trẻ em thừa cân béo phì tại Hưng Yên không ngừng tăng qua các năm. Năm 2020, tỷ lệ này là trên 6%, đặc biệt ở khu vực thành thị chiếm hơn 10%. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm sinh lý và sức khỏe của trẻ. Để phòng tránh béo phì ở trẻ em, Bộ Y tế đã phát động chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về dinh dưỡng phòng chống béo phì. Các nhà trường triển khai chuỗi chương trình dinh dưỡng học đường, trong đó chú trọng lên thực đơn khoa học, đảm bảo tỷ lệ giữa các nhóm thực phẩm. Để mà giảm cái tốc độ béo phì đối với các trẻ tại ở trường của chúng tôi thì chúng tôi đã có những một số các biện pháp như sau. Thứ nhất là chúng tôi phải xây dựng cái thực đơn cân đối kết hợp 4 nhóm dinh dưỡng và tuyên truyền với các bậc phụ huynh là không cho trẻ ăn các cái đồ ăn nhanh. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cho trẻ vận động phù hợp với từng lứa tuổi. Để trẻ em được phát triển toàn diện, được lớn lên khỏe mạnh mà không phải chịu những tổn thương tâm lý hay sức khỏe do thừa cân béo phì gây ra, thì trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội đó là cho trẻ một môi trường dinh dưỡng cân bằng và hợp lý giữa ăn uống, học tập và nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng Hưng Yên TV Go, website hungyentv.vn, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV hoặc kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HDTV.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế. Điện Kremlin Nga vừa lên tiếng bác bỏ thông tin mà truyền thông phương Tây dẫn các nhận định cho rằng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tuyên bố chiến tranh toàn diện với Ukraine và ban lệnh tổng động viên vào ngày 9 tháng 5, ngày chiến thắng của Nga. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine tới nay đã kéo dài hơn 2 tháng, trong khi các chính trị gia phương Tây và một số nhà quan sát suy đoán rằng ông Putin có thể thông báo tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phủ nhận và cho rằng đó là đồn đoán vô lý. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tới nay vẫn gọi chiến dịch quân sự ở Ukraine là một hoạt động quân sự đặc biệt, không phải là một cuộc chiến. Trong diễn biến liên quan, Nga được cho là đã tiến vào bên trong nhà máy thép Azovstal, cứ điểm phòng thủ cuối cùng của lực lượng Ukraine tại thành phố chiến lược Mariupol. Nga và Liên minh châu EU liên tục có những biện pháp trừng phạt đáp trả lẫn nhau liên quan tới chiến dịch quân sự tại Ukraine. Giới phân tích đánh giá rằng việc trừng phạt qua lại có thể để lại nhiều hậu quả xấu cho kinh tế thế giới, bao gồm cả nguy cơ hiển hiện là một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng. Lệnh cấm vận giữa Nga và EU đã dẫn tới tình trạng giá nhiên liệu tăng cao và thiếu hụt phân bón. Các nước phương Tây sẽ phải tăng cường mua nhu yếu phẩm và điều đó sẽ gây thiếu hụt lương thực ở các quốc gia nghèo hơn. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO cũng đã tăng 38% giai đoạn từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022 và tăng thêm 12,7% nữa tính từ tháng 2 tới tháng 3 năm nay, lên mức cao kỷ lục. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì dự đoán rằng giá lương thực toàn cầu sẽ tăng 14% trong năm nay và tiếp tục tăng trong những năm tới. Quan chức Liên minh châu EU phụ trách vấn đề y tế và an toàn thực phẩm cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 vừa bước sang giai đoạn mới nhưng chưa phải là giai đoạn kết thúc. Cảnh báo được đưa ra khi hầu hết các quốc gia EU đã dỡ bỏ hoặc nới lỏng phần lớn các biện pháp hạn chế phòng dịch. Quan chức của EU khuyến nghị các nước thành viên không nên vội chủ quan trước dịch bệnh và cảnh báo luôn có nguy cơ xuất hiện các đợt bùng phát mới. Trên thực tế hiện nay, một số quốc gia EU đã bước vào làn sóng dịch bệnh thứ 5. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang chú ý đến những dòng phụ của biến thể Omicron và quan ngại khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh mới trên toàn cầu. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ngày càng nhiều thành phố tại quốc gia này thường xuyên xét nghiệm đại trà COVID-19 để bảo vệ mục tiêu không COVID-19 mà nước này kiên trì theo đuổi. Song các tính toán cho thấy, Trung Quốc rất có thể sẽ thiệt hại lên tới 1,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tương ứng khoảng hơn 200 tỷ đô la Mỹ cho việc xét nghiệm này. Mới đây nhất, 12 trong số 16 quận ở Bắc Kinh tiến hành thêm 3 đợt xét nghiệm chỉ trong vòng 3 ngày, kéo dài từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 5. Thành phố 22 triệu dân đang dựa vào xét nghiệm đại trà để xác định và cô lập ca nhiễm để tránh phong tỏa như Thượng Hải. Cùng với đó, chính quyền thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh và thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam cũng thông báo xét nghiệm đại trà 3 lần tại các khu vực trung tâm. Chi phí xét nghiệm đại trà sẽ tạo một áp lực lên chính quyền địa phương, vốn đang bị căng thẳng do cắt giảm thuế và tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng để thúc đẩy nền kinh tế đang giảm tốc của Trung Quốc. Hiện nay, ngày càng nhiều công ty và các chính phủ ở châu Á đẩy mạnh việc thử nghiệm chế độ tuần làm việc 4 ngày để ngăn chặn tình trạng làm việc kéo dài trong nhiều giờ, ảnh hưởng đến nguồn nhân lực và năng suất lao động. Tại Nhật Bản, đất nước được biết đến với văn hóa làm việc quên thời gian đang đi đầu trong xu hướng áp dụng mô hình tuần làm việc 4 ngày. Một vài tập đoàn lớn của nước này như Hitachi, Panasonic và NEC đã tuyên bố hoặc là đang cân nhắc kế hoạch tuần làm việc rút ngắn. Một số công ty tại Indonesia và Hàn Quốc cũng đang áp dụng mô hình này, trong khi Ấn Độ có kế hoạch cho phép người lao động tùy chọn làm việc 4 ngày một tuần. Những động thái như trên diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến các công ty và nhân viên suy nghĩ lại về cách tiếp cận với hình thức làm việc. Xin chuyển sang một thông tin khác. Cô Rumai Sagenji, người được kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người phụ nữ cao nhất thế giới, vừa qua đã tiếp tục phá vỡ thêm 3 kỷ lục mới. Kỷ lục Guinness hồi tháng 2 năm 2022 xác nhận cô Genji đã phá vỡ thêm 3 kỷ lục mới, bao gồm người phụ nữ có ngón tay dài nhất là 11,2cm, người phụ nữ có bàn tay to nhất là 24,93cm với tay phải và 24,26cm với tay trái, và kỷ lục người phụ nữ có lưng dài nhất thế giới là 59,9cm. Rumi Sagenji, sinh năm 1997, là luật sư, nhà nghiên cứu và lập trình viên người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã nắm giữ kỷ lục người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống từ tháng 10 năm 2021. Lần đo gần đây nhất cho thấy cô cao 215,16cm. Chiều cao của cô Genji là do một tình trạng di truyền hiếm gặp, khiến một người phát triển nhanh chóng và tuổi xương tăng đáng kể. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.